Khúc mà anh chơi với mấy bạn của anh đó, lúc nào đó anh cũng dùng cái phương pháp đó, nó kêu bằng đó là nhường. Nhường là gì? Là mình để mấy bạn mình nó đi trước, mình để nó ăn trước, mình để nó ngủ trước, mình để nó là làm lời trước. Ok, thì lúc nào anh cũng bỏ bạn bè của anh đó, anh nhường cho nó làm trước, đi trước, hưởng trước, lời trước. Ok, xong rồi anh làm mấy đó sau. Ok, như thí dụ như trong cái khóa học của anh đó, anh nói rằng cái khúc mà tụi anh làm cái hội nghị mà để dạy cho bà con đó, cái mà công thức đầu tư tiền mã hóa đó ở trong Sài Gòn đó, năm ngoái đó, thì đó là một cái vấn đề mà anh làm đó, là anh nói với mấy đứa học sinh của anh đó, là tụi anh đó, anh với thằng Đài Loan á, thằng Leon á, với thằng Mã Lai đó, là thằng David đó, nó là Mã Lai Canada. Ok, thì đó là ba thằng đó, cũng mà tụi anh nó đi làm việc đó, đi đâu cũng vậy chăng, tụi anh nó thuê mà khách sạn đó cùng nhau hết trơn. Dù tụi anh có đủ tiền đó để thuê khách sạn phòng khác nhau, phải không, mà tụi anh thuê lúc nào tụi anh đi làm việc hay đi ăn chơi nữa, thì là tụi anh lúc nào cũng thuê một cái phòng khách sạn hết trơn á, và xong rồi tụi anh là ngủ mà cùng phòng. Ok, tụi anh không có ngủ cùng giường, tại vì tụi anh không phải là 3D. Ok, bởi tụi anh không có ngủ cùng giường, tụi anh thuê cái phòng lớn đó, xong nó có hai cái giường trống, thì nó có hai cái giường trống đó, mấy khách sạn mà 4 sao 5 sao rồi đó, thì trung bình nó chỉ có hai cái giường trống thôi, thì có ba thằng mà chỉ có hai thằng có giường thôi, không, thì trung bình đó, cứ mà tụi anh vô trong cái phòng đó là anh sẽ nhường cho mấy thằng bạn của anh đó với mấy đối tác anh trước, xong rồi đó anh chỉ kêu nó đem dư mấy cái mền cho anh đó, là xong cái anh để mền ở dưới đất, xong anh ngủ dưới đất thôi. Thì cái đứa học sinh của anh đó, nó thấy rằng cái đó rất là lạ, nó thấy nó rất là lạ luôn, là một cái bông là nó biết rằng đó là tụi anh đó là triệu phú hết trơn, triệu phú đô la hết trơn, thì đó là lý do tại sao tụi anh không có mua thuê cái phòng đó riêng nhau, tại vì tụi anh ích kỷ, hay là tụi anh kẹo, hay là tụi anh mà tiết kiệm tiền hay là gì, thì cái đó không phải là cái lý do. Cái lý do mà tụi anh đó lúc nào đó anh cũng, cái này là anh bắt buộc cái bông là ba thằng đó là ngủ cùng phòng đó, không, là tại vì đó là tụi anh đó ở khác nơi xa nhau thôi, thì là mỗi một năm đó tụi anh chỉ có mấy ngày đó, không, để là gần gũi nhau, làm ăn chung nhau, đi chơi chung nhau, hay là làm việc chung nhau, hay là học hỏi chung nhau, thì lúc đó đó tụi anh muốn là hết cái thời gian đó, đó là tụi anh mà gần gũi nhau. Ok, gần gũi nhau, thì trong cái thời gian đó đó là anh thà rằng đó là anh ở riêng đi, thì cũng mà tụi anh ở trong phòng tụi anh làm việc, xong tụi anh ăn chơi, xong tụi anh ăn nói với nhau rồi bàn nhau đó, thì lúc nào tụi anh cũng ra cái ý kiến mới đó bông, để giải quyết mấy cái trở ngại mà tụi anh gặp trong cuộc đời của tụi anh. Ok, thì đó là cái lý do mà tụi anh nó tiết kiệm thời gian đó, tụi anh nó ở cùng phòng nhau để cho tụi anh bàn chuyện, để giải quyết mấy cái trở ngại mà tụi anh gặp trong cuộc đời chung nhau. Ok, thì thằng học sinh của anh đó, nó thấy lạ rằng đó là anh làm, vì tại nó biết là anh có, tụi anh nó có đủ tiền để thuê khách sạn mà phòng khác nhau, mà tụi anh nó quyết định đó là ở chung nhau gì đó, và xong rồi thức gì đó, biết sáng đó, thức gì đó đi tắm rửa cùng mà cùng giờ. Ok, và xong rồi cũng là đi ăn sáng đó cùng giờ, xong đi tập thể thao đó cùng giờ, xong đi làm việc đó cùng giờ hết trơn, và tên làm gì đó để cho nó tạo ra cái sự trung thành, cái gần gũi chung nhau, chung với mà tụi anh. Ok, cái lý do mà anh biết rằng đó, để làm cái này, vấn đề này đó, và xong rồi là nhiều đứa nó hỏi anh đó là tại sao mà thú mà tụi em coi cái khóa học mà công thức đầu tư tiền mã hóa của anh đó, tụi em sẽ thấy là nhiều đứa nó hỏi anh đó rất là nhiều á, cái câu hỏi bằng là làm sao mà anh làm sao mà cho anh khiến cho mấy thằng bạn của anh nó trung thành với anh được, ok, mà nó không có dám phản bội, mà nó không có nghĩ tới cái vấn đề này nữa, mà anh như anh nói rằng á, là cũng mà lỡ mà anh chết sớm hay là gì đi, thì cái tiền bạc mà cái tài sản mà anh có để lại đó, không, thì nó cũng là bạc triệu đô la, đúng không, thì là anh để lại cho thằng đối tác của anh, thằng Đài Loan trước, đúng không, và xong sau đó đó lỡ trường hợp nó bị gì thì anh sẽ để lại cho thằng Mã Lai sau đó, ok, để cho tụi nó quản lý cái số tiền đó cho gia đình của anh. Thì là tại sao mà anh tin tưởng tụi nó được, mà anh không có tin anh em bà con trong gia đình của anh. Ok, tại vì là nó chứng minh cho anh là nó làm được, anh tin tưởng nó được. Ok, thì là anh mới giao cái tài sản của anh lại cho nó, để cho nó quản lý giùm cái gia đình của anh. Ok, thì tụi em sẽ, anh biết rằng ở cũng mà anh nói gì đó, tụi em sẽ nghĩ rằng là anh tài lỡ như mình không để tiền bạc cho con cái mình, hay cho vợ mình đó, mình để cho mấy thằng bạn mình đó, nó lấy nó bỏ chạy làm sao, thì đó là cái lý do anh không quan tâm gì đó, bông, là tại vì anh biết rằng mấy thằng bạn của anh đó, nó làm tiền được, nó làm tiền được.
nó đi ăn cắp tiền của anh kìa. Nó làm tiền đó, giống như anh, hay là nó làm còn nhiều tiền hơn anh nữa, nó đi ăn cắp tiền của anh để anh chị. Ok, như tiền của anh đó anh xài không hết, xong rồi tiền của nó xài không hết. Ok, thì nó đi ăn cắp tiền của vợ của anh hay con gái của anh để anh chị. Cái chuyện mình nói, mình hỏi cái chuyện đó, nó cũng hơi vô lý. Ok,